Lạy Chúa Giêsu là Đức Theo Lòng Thương Xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình Vy, anh Nguyễn Quán ở Hà Đông, Hà Nội, bệnh ung thư giai đoạn 4, di căn gan, ung thư phổi giai đoạn 4 và di căn gan. Chúng con cầu xin Chúa tiếp nhận người anh em của chúng con Nguyễn Đình Vy để chữa lành cho người em này. Xin Chúa chúc phúc lành cho ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ ở Hà Đông, Hà Nội. Và xin anh em cộng đồng mạng cầu nguyện cho chúng con, cũng như chúng con cầu nguyện cho những anh em trong cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô chúa chúng con, chúng con thì vì danh Chúa nhân từ, con xem thay mặt Đức Chúa Trời sẽ nói gì để nhân con, nhân anh cha và con và chúng con. Và chào chủ tịch nhé. Tắt đường hậu để làm gì không? Nguyễn Đình Vy, sao con biết cha đã trị bệnh mà con vô không phải Hà Nội mà? Thì ta là con mặt lâu lắm rồi. Con lo lắng suốt hàng ngày. À, con ở tại Hà Nội luôn, là ở xã Yên Nghĩa này, ở Giang Hà Nội. Hà Đông, Hà Nội. Mà tại thành phố Hà Nội luôn ha. Sao con không trị ngoài đó? Dạ. Sao con không trị, chữa trị ngoài đó? Ra là con nằm viện suốt mười mấy ngày rồi, bệnh thì năm sau năm nay nó tái phát, năm ngoái nó chuyển hóa chất đi trị xạ, nó được mấy tháng nó đỡ, năm nay tái phát thì nó di căn bầu ra, bác sĩ lại cho chuyển hóa chất được ba đợt nhưng mà nó u càng to thêm, bác sĩ bảo là hóa chất nó không tác dụng, thì cũng khuyên là chữa nó không nát. Con cũng có thời gian rồi, con tìm về vậy cậu con ở đây xin cha phòng khám các thầy này chữa trị cứu chữa cho con. Theo thầy Thanh thấy bệnh này lớn chưa? Tràn dịch nhiều chứ chưa tràn dịch, tức là ung thư phổi giai đoạn 4, di căn gan mà cái di căn này nặng mới vậy thì theo nghiên cứu của ban viện chẩn thì sáng giờ thì con cứu chữa được nhưng con đừng có nghe nó cứu chữa được rồi cái con chở mảnh phát đồ cái nó lâu hết nha. Ở đây cha cũng trị nhiều ca bệnh ung thư rồi, ung thư phổi rồi, các loại ung thư nhưng mà trong đó cũng có nhiều ca ung thư phổi thì có những ca ung thư phổi nặng hơn con nhiều. Ví dụ như hiện nay cha đang chữa cho một ca ung thư phổi của người Khmer và Thập Thị Bét, mà chỉ còn có một lá phổi bên trái, còn một lá phổi bên phải của anh ăn nặng sạch hết, như nó trắng hết, nó giống như bị dưỡng nước. Còn cái hình phim của con này thì sao? Có hình phim đó. Nói chung mình đi cũng chữa được ha. Trước mặt con một ca ung thư phổi, nó ca nó ngày mai sẽ bị đó, ca nó hoàn toàn là hết ung thư phổi, giai đoạn 4. Ca nó trị ngay này 92 ngày thôi. Trị 92 ngày vậy thì con biết là ca nó sắp ra thì ca con cũng sẽ ra, tại vì có một cha một thầy trị thôi nha, chứ phải có nhiều người. Do vậy mà ca này ra được thì ca kia phải ra được nha con nha. Cho hỏi tiếp con ở Hà Nội mà con vô đây bằng cái gì, con đi bằng cách nào, luôn phương tiện nè? Máy bay vào Cần Thơ. Máy bay vào Cần Thơ đi taxi đi riêng chủ tịch luôn. Vâng. Đây lại tổ dân phố chỗ ra đây. Tụi con anh em như thế này, có mà con chỉ cùng một làng, cùng một làng tổ dân phố chính quyền. Nghe nói trong làng có bệnh mình nhắc đi thôi.
Tại vì bản thân mình là chữ thập đỏ mà. Cha ở đây cũng chữ thập đỏ. Cha ở đây cũng chữ thập đỏ, cho nên cha nói được con biết chữ thập đỏ quan trọng. Chữ thập đỏ là để cứu người. Và không phải cứu một người ở trong chỗ cha xíu nha, mà cứu toàn nước, toàn dân nha. Chữ thập đỏ là cứu toàn nước, toàn dân. Vậy thì nếu mà cha là không phải là thập đỏ hay là thập đỏ thì cũng quan trọng, cứu người là phải cứu người. Nhưng cha cũng nói rõ là cha cứu người phải có đủ điều kiện cha mới cứu được, còn nếu không đủ điều kiện cha không cứu. Vì lý do cái bệnh này là cái bệnh lớn, bệnh chết người. Nếu như không có người địa phương dắt về thì cha không cứu được. Có mấy chuyện sau đây. Thứ nhất là ông Nguyễn Đình Vì này ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Thì bây giờ giữa cha với ông Nghĩa này không biết ông ở đâu. Cha không biết ông Nghĩa, Nghĩa không biết cha. Rồi giờ ông Nghĩa ông cứ bay ông này nói cha con bị ung thư phổi. Không có đủ hồ sơ nên là bắt đầu cha mới nhận bệnh ổng. Cha chữa ổng thời gian, ổng lúc này thời gian không hốt đồ cha mới đi tên. Ví dụ vậy. Như thời buổi này thì người ta hiểu nổi nha. Điểm thứ hai là đâu có biết rằng là khi mình chữa bệnh cho ông Vì này mà trong quá trình mình chữa là từ 3 tháng, từ 1 tháng đến 3 tháng không. Nếu như bệnh con nhẹ nhất là chữa 1 tháng không về, mà trung bình là 2 tháng, mà quá là 3 tháng. Vậy thì con nhớ là cái khoảng thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng. Nếu con là người tốt lành, thực thi đúng các đồ thì trong khoảng thời gian đó là con trở thành một con người sạch bệnh nha. Ban đầu thì con là âm tính. Âm tính nghĩa là không bệnh. Nhưng mà khi đi làm sinh thiết thì con là dương tính. Rồi bây giờ chữa trong vòng từ 1 tháng đến 3 tháng này con là lành tính. Đó, ca vô ca, chưa hỏi đó là lành tính. Lành tính đó. Lành tính có nghĩa là mình không có ung thư phổi. Hiểu không? Vậy thì cha nói trong quá trình trong 3 tháng cha chữa con, mà nếu cha không biết con là ai thì cha đâu có dám chữa con. Rồi rủi là xứ con vô đây là còn khó cha, cha đâu biết trả lời sao. Vì thế cha chữa bệnh này là cha là hội chữ thập đỏ. Do vậy mà cha chữa toàn nước toàn dân. Ở đây cha cũng chữa bệnh cho những người ngoại quốc, tức là những người từ bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, họ đăng ký về chữa hoặc là họ đã từng chữa ở đây rồi. Vì thế cha không thể nào mà cha chữa không có người dắt về được. Do vậy mà trước khi cái ông chủ chữ thập đỏ này dắt về, ông có nghe cha chữa bệnh không? À, nghe bệnh nhân không? Ngay chỗ đó mọi người thập đỏ đi liền nhé. Thấy nhóm là thập đỏ cũng người hảo này, mà nó phải ông cứu cái làng ông. Mai mốt bây giờ có một người ở Trà Vinh bị ung thư phổi, ông có dám đi vô con làng dắt đi không? Thì đây là theo cái lịch học thứ nhất là của bệnh nhân, thứ hai là cũng là ta cũng là làm cái sự kiện để cứu người của con người, là chúng tôi làm cái thập đỏ cũng để được đưa bệnh nhân đến đây để là giúp cho bệnh nhân. Đúng rồi. Cha nhắc ông chữ thập đỏ. Khi con làm chữ thập đỏ có 3 điều con phải giữ. Điều thứ nhất là con phải trung lập, tức là con không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ hay là Bắc Trung Nam nha. Hoàn toàn là đứng trung lập. Điểm thứ hai là không làm chính trị. Hôm nay con đến với cha và nhiệm vụ của con đến với cha là để làm cái công việc là chữa bệnh, gửi bệnh nhân đến đây thì chỉ nói cái chuyện bệnh nhân chứ không có liên quan thập đỏ, không liên quan đến chính trị. Điểm thứ ba là thập đỏ chúng ta phải biết cứu toàn nước toàn dân. Có 3 điểm này mà con phải thực hiện cho đúng thì tự nhiên lời của Hồ Chí Minh sẽ vang dội ra. Đó là điều đó nhé, chữ thập đỏ nha. Con thì tổ dân phố con cũng như vậy thôi, cũng khác hơn được nha. Bây giờ cha nhắc cho cái ông Vì này, con là người bệnh đúng không? Tại con có hiểu lý do tại sao con bệnh không? Lý do thì trước thì con không biết, nhưng mà khi con nghe cha giảng nhiều thì con cũng đã cảm, đã hiểu được.
lý do là sai thức ăn. Chạy quá cấp cực. Báo cáo với cha là một tháng rưỡi nay là con cũng ăn cháo trắng suốt và ăn rau với hoa quả. Một tháng rưỡi này rồi. Chắc con sợ chết, con ăn vậy ha. Bây giờ con nghe cha giảng là con chưa đi được, con chưa có điều kiện để đi. Con cũng thực hiện lời cha giảng. Nhưng mà trong một tháng rưỡi nay con ăn cháo trắng, con ăn cây cỏ, con cảm thấy khác hơn nặng động vật. Con cảm thấy người nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó đỡ đau hơn. Đau thì con chưa thấy đỡ, nhưng mà phổi của con cảm thấy nhẹ. Nhưng mà con ăn cháo theo kiểu nào con? Cháo con ninh dừ nhừ. Ninh nhừ nhừ. Gọi là cháo gì? Cháo muối, ăn muối. Vậy hả? Cháo sao con biết cháo ninh nhừ? Cha vẫn giảng hàng ngày con cũng nghe. Nó gọi là cháo nano, nói theo khoa học gọi là cháo nano, tức là cháo thành nước nha. Vậy con đã biết lý do con bị bệnh ung thư là do con ăn sai thức ăn rồi hả nè. Vậy bây giờ con ăn sai thức ăn con được cứu nè, thì những ông này lỡ mà ông bị bệnh thì con làm sao? Rồi mấy ông làm sao? Thì vợ con bị bệnh thì con làm sao? Vậy giờ con có cách nào cho những người này mà không phải bệnh không? Con chỉ khuyên là con giải thích cho họ biết là họ ăn sai thức ăn, họ thay đổi thức ăn thì bệnh tình đỡ, hoặc là có lẽ mách đến đây để cha cứu chữa. Mách đến đây nhưng mà đâu hay dễ đi con. Hôm nay con ông hiểu mặt cỏ, ông tổ dân phố ngồi đây đâu có đơn giản không? Ông ngồi đây để dẫn con đi cứu mạng đâu phải đơn giản đó nè, đâu đơn giản mà ông đi đâu. Tức là con còn một phước báo nào đó, hoặc là hai ông này đã một cái lòng từ bi lớn nó mới thân chinh đến đây từ Hà Nội vô đây mà con, đâu đơn giản được. Vậy cha nói cho con nghe, cái bệnh của con là con ăn sai thức ăn. Hiện nay là các nhà bác sĩ chuyên khoa về ung thư phổi đó kêu gọi là không hút thuốc nè, rồi không làm nhiều chuyện lắm để tránh ung thư phổi. Bây giờ cha nói con là Mai Phương có hút thuốc không? Diễn viên nghệ sĩ ha, ca sĩ Mai Phương nó bị ung thư phổi giai đoạn 4 có nghe không? Nó có hút thuốc không? Đó là như cái bài ngồi sau lưng con, bả có hút thuốc không? Vậy sao bả cũng ung thư phổi? Thế thì rõ ràng ung thư phổi nó có hai lý do. Lý do ngoại tại. Cái lý do ngoại tại là con ở gần nhà máy xí nghiệp, hay là lò nấu gạch, hay là đường xá bụi bặm, hay là con hút thuốc, hay là con hít những cái khói độc, vân vân. Đó là một lý do làm cho con ung thư phổi. Nhưng lý do đó không dễ dàng gì mà nó hạ được cái phổi. Tại vì tất cả những bên ngoài đưa vào rồi nó đưa vào đi ra, không có đơn giản mà nó hại con. Nhưng cái lý do nội tại là cái con đã ăn sai thức ăn nha. Cái thức ăn mà con ăn hàng ngày đó, cái thức ăn đó khoa học đã chứng minh rằng cơ thể con người không dung nạp thức ăn đó. Rồi bây giờ cha nói cho con nghe, con ở Hà Nội thì con chưa biết, những người lớn tuổi, những người ở ngoài Hà Nội có những ông già bà già đã sống, có người nào sống 100 tuổi không? Ở trong Nam cha hiếm có 100 tuổi thì cũng ít lắm. Còn ngoài Hà Nội là 90, 95, 100, chuyện này nhiều. Mà con có biết lý do làm sao mà họ sống thọ dữ vậy? Vào cái thời điểm mà bắt tay lên tiếp quản lên rồi thì tất cả những con ông cha của mình ở ngoài đó hay ở trong này, tất cả đều nói về thức ăn thì chúng ta nghèo, phải không? Đất nước mình còn nghèo, cho nên là ăn cho nó qua ngày, ăn ngô, ăn bắp, ăn khoai, ăn rau muống, ăn củ cải, ăn rau cỏ, chứ không có cái gì ngon để ăn. Còn đến khi con cháu của ông bà nó lớn lên rồi thì đất nước thay đổi rồi, đất nước chuyển mình sang một cái đất nước gọi là kinh tế phát triển rồi, thì bắt đầu đưa thức ăn vào thôi. Thì từ cái chỗ ăn đó mà ngày hôm nay ông bà mình thì sống tới 100 tuổi hoặc là 95 tuổi chưa chết, còn mình thì mới 40 mấy 50 tuổi là mình chuẩn bị lên đường.
ung thư đó. Do bởi cái ăn này đó. Và cái ăn này do bởi con người không nhận ra được nó. Mà hiện nay các tôn giáo cũng không nói rõ ngay cái chỗ, cái điểm chỗ này. Cái điểm ở chỗ là động vật không phải thức ăn của con người. Các tôn giáo cũng không nói rõ. Do vậy mà con người ngày hôm nay cứ đi theo cái truyền thống của phàm nhân. Thì ông bà mình nghèo thì không có gì ăn. Thì bây giờ mình lớn lên mình làm có tiền, mình ăn, rồi mình cung phụng cho ông bà tổ tiên mình ăn. Cuối cùng ăn biết chết thôi. Cuối cùng ăn biết chết thôi. Không có ai mà khỏe được hết. Đó là một cái mà con đã ăn sai thức ăn nha. Vậy thì điều cha con mỗi rằng hôm nay con có mặt ở đây để cha trị ung thư cho con thì nó dễ quá rồi. Ở đây cha trị ung thư nó dễ quá rồi, không có khó. Mà nếu cha trị không được, cha cũng không có rủ con vô trong này để làm gì nha. Mà nếu cha trị không được thì cha cũng không có buộc con phải nhờ ông chủ tịch chữ thập đỏ xã dắt vô để làm gì nha. Vì do bởi cha thấy cha trị cái bệnh ung thư này nó dễ quá, nó không có khó khăn gì cha cả. Nhưng cái mà cha đang mong mỏi con ở chỗ này, sau khi con hết bệnh rồi thì con trở về con thay đổi đời sống của con bằng một thức ăn khác để con không bệnh tật. Và nhất là những người chồn xóm trong gia đình con, chồn xóm láng giềng con hãy khuyên họ ăn, đừng ăn sai nha. Đó là điều cha mong mỏi con nơi đó nha. Chứ còn cái chuyện mà con vô được tới trong này con chữa bệnh, con được cha ngồi đây cha làm giấy cho con thì cái chuyện bệnh con không có lớn đâu nha. Ở đây cha đang ở đây hầu như là gần ba đang có mặt ở đây gần 30 ca, gần 30 ca ung thư. Ngày mai thì con ngày mai con có đây không? Ngày mai cha sẽ làm một cái nghi thức cho 5 ca ra viện, rồi tháng sau tới 10 ca rồi. Cho nên cái chuyện mà cha chữa bệnh an y ở đây nó không có khó khăn gì hết. Nhưng cái khó này, cái khó là cha mong sau khi con về Hà Nội đó, con về Hà Đông Hà Nội nè, con hãy khuyên nhủ vợ con cùng những người thân tín của con mà con biết ai đó, con khuyên họ nên giảm đi cái thức ăn động vật để tránh đi bệnh tật nha. Đó là điều cha mong mỏi con nha. Còn những cái mà cha nhận bệnh như vậy thì con ở trên mạng con thường con biết quá rồi phải không? Con đã biết cái cách làm hồ sơ rồi phải không? Hồ sơ này có hai giấy, một là đơn xin chữa bệnh, hai là giấy căn cước. Thứ nhất là con vô đây con khám bệnh thì không trả tiền, con phải làm đơn nha. Con hiểu rồi phải không? Vậy ký vô đi, khỏi suy nghĩ nữa nha. Khỏi giải thích nha. Đây con, cha chúc mừng con khi con được làm một cái giấy này. Là khi đấy là con chữa bệnh con không phải tốn tiền. Mà cha cũng chúc mừng cho ông chủ tịch chữ thập đỏ là dẫn con mình đi chữa bệnh mà không phải trả tiền. Rồi cha cũng chúc mừng cho ông chữ thập đỏ là dẫn con mình đi chữa bệnh mà nó không thị phi. Mai mốt là nó hết bệnh rồi cái nó đổ thừa ông là ông đưa cho nó 100 triệu nó mới dắt con đi. Cho nên hôm nay ký cái giấy này nó không có ngậm được, hiểu không? Ý của cha là tuy rằng cha cho không nhưng mà phải có rõ ràng. Vì nếu không rõ ràng mới muốn có nói ngược, có hiểu không? Miệng đời khó. Thế nè, mình thủ vậy mà, phải nè. Bởi vậy những cái thủ này sau này cha không mong hộ có. Mình là dân tộc Việt Nam là yêu nước thương nồng, bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng Nam Bắc dẫn chung một nhà. Thắng nè, chứ không phải là Nam với Bắc rồi bắt đầu không Nam. Nhưng mà giờ ta thấy vợ chồng trong nhà cũng ký tên nữa. Nó khổ vậy đó. Thắng nè, vợ chồng trong nhà cũng ký tên, ăn chung mông ngủ chung giường còn ký tên rồi. Điểm thứ hai là con làm một giấy cam kết nha. Trong giấy cam kết này con không được làm sai phác đồ. Ban nhiệm cảnh dạy con làm gì cũng làm đó. Con không được làm sai. Con làm sai cha đuổi con nha. Con hãy nhớ điều này, cha nhìn ngày kỹ vào mặt cha nha. Con làm sai cha đuổi con, cha không chữa cho con là con đi chết nha con. Điểm thứ hai là trong quá trình điều trị con mà lỡ mà có xảy ra chết, con không được thưa cha và những người này.
nha. Thế con thưa rồi, bệnh con là bệnh chết mà, giờ chết con thưa là ai mà sẽ chữa cho nổi. Thế nè, bây giờ cha đang chữa 30-40 người, mà con nghĩ 30-40 người này là 30-40 cái hàng đó, 30-40 cái hòm đó. Mà nếu mà 30-40 cái hòm này nó sống hết thì thôi, mà nó chết nó thưa cha là 30-40 cái mạng cha, ở tù cũng nổi. Thế nè, nhưng mà nói đi nói lại con cũng phải ký tên vô đây, để mai mốt lỡ con có chết, vợ con, vợ chồng con gái con không thưa được nha. Nhưng mà cha cũng mong rằng ngày mai nhận có thư này. Tuy rằng Nam Bắc nhưng mà vẫn chung một nhà. Ủa chung một nhà mà làm giấy gì? Đúng nè. Nhưng mà bây giờ cũng chưa đến mức đó nha. Vậy con ký tên vô nha. Ký tên vô. Đó, giấc này là vợ con ký đó. Con đừng lo vợ con không có chỗ đứng. Chỉ cho vợ. Cha mong rằng sau này ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn thiếu nhi được nhé. Nếu có người được, không riêng gì cho bệnh ung thư phổi. Hiện bây giờ là ở ngoài Bắc Điện với cha rất là nhiều, ngoài thành phố Vinh, ở miền Trung ha, miền Trung, miền Bắc, miền Tây, miền Nam gì họ réo cha dữ lắm, nhưng mà không thể chữa được không? Do bởi vì họ mình không biết họ là ai, mà nếu mình chữa họ có bệnh gì khó lòng cho cha dữ lắm. Nha. Họ khổ tâm lắm. Vì thế mà khi cha nhận được một ca bệnh nào rất là khó. Khi cha nhận một ca bệnh thì ca bệnh nó rất là khó. Tất cả mọi người phải lên xuồng cùng trị cái người bệnh. Cho nên không đơn giản mà trị được. Ngày mai này cha có cơ hội cha sẽ xây một cái phòng lưu trú bệnh nhân. Nếu như cha có kinh phí thì cha sẽ xây một cái phòng lưu trú bệnh nhân. Còn bây giờ thì cha chưa có kinh phí đủ để cha xây phòng lưu trú. Cho vậy mà cha mong rằng trong tương lai nếu mà những người mà họ biết đến đây, họ ủng hộ cha xây dựng phòng lưu trú bệnh nhân thì cha nghĩ rằng bệnh nhân sẽ đỡ tốn tiền lưu trú. Chứ còn có những bệnh nhân, ví dụ như sáng nay cha nhận hai ca bệnh, hai chị em nghèo cũng có tiền, thì chắc chắn là những bệnh nhân đó mình phải lo xin cái tiền này tiền họ tiền kia. Cho nên cha hy vọng là trong tương lai là cha sẽ, nếu mà có ai ủng hộ cha thì cha sẽ làm được cái phòng lưu trú, thì lúc đó bệnh nhân sẽ đỡ tốn tiền hơn nha. Bây giờ chủ tịch ký để làm chứng, ký tên đóng mộc hai bên, người làm chứng hai. Trước khi con đi vô đây, con có nói cho ông chủ tịch biết cái chuyện ký tên này. Ký tên đóng dấu luôn. Tức là con theo dõi nhất biết rồi đó ha. Vâng, ngày nào con sẽ xem. Ngày nào con chỉ mong cha có clip mới để con xem. Ngày nào con mong mỏi được vô đây, phải không? Dạ. Xem để được vô đây. Rồi con lớn con ăn nỉ kiểu nào mà không đi. Hay là con lệnh không đi. Chứ thật rõ, tôi là con thương một người dân lắm ạ. Thương người dân, phải vậy thôi. Hội chữ thập đỏ mà. Yêu thương con rất lòng.
Rồi, đây là cái hồ sơ danh chánh ngôn thuận nha, để con được chữa trị trong này cho đến khi nào con hết bệnh con về, và con chữa trị yêu thương và cho không, không phải trả tiền nha con. Cha cùng với ban diện chạy đã ký tên hết rồi nha, cha mọi người cùng lên xuồng ký tên để chữa bệnh cho nhau. Bây giờ cha gửi lại cho ông chữ thập đỏ phương nghi nghĩa một giấy này, để khi ông về tới quê ông ấy, thì khi nào mà ông chủ tịch ủy ban ông có hỏi ông đi đâu làm gì con này, thì ông sẽ có một cái miếng giấy này. Cái miếng giấy này là người của người ta, ông ký tên thì bên ông nói, nhưng mà có của cha ký, cha xác nhận đây thì ông chủ tịch của ông, chủ tịch ủy ban của ông không là khó ai. Ông phải giữ lại những miếng này ở trong túi rồi để mai kia muốn nọ mà ủy ban không khó ông thì không được, được không con? Con là trưởng khu phố, khốn cần giữ rồi. Được rồi ha, ông này bên con được rồi ha, được không? Ông có gì ta làm khó ông này, ông đang bên ổng nha. Còn ông chủ tịch ủy ban cho bên rồi, cha ký vô đây là cho bên xong rồi, cho bên cho ông rồi, ông cũng được, ông người ta cũng làm khó ông nữa nha. Rồi, chút nữa mấy thầy sẽ giết mọi người đây nha, để mình vinh động cái để con về chủ tịch ủy ban làm khó ông con nghe tội nha. Ông thấy gì hợp lý không? Vâng, có gì hợp lý ha. Vậy con ơi, theo lý mà nói cha sẽ giảng cho con nghe nhiều lắm, nhưng mà thời gian cha cũng không có. Cái thứ hai nữa là con cũng nghe nhiều rồi, vậy thì trong quá trình trị bệnh thì cha sẽ dạy dỗ con thêm nha, rồi cha sẽ nhắc nhở con nhiều hơn trong quá trình con chữa bệnh để con được mau hết bệnh nha. Vậy thì con về nhà trọ con chữa bệnh thì con cố gắng mở những clip cho giảng dạy nghe, vừa chữa bệnh vừa nghe giảng dạy, cái nghe giảng dạy đó là cái hết bệnh đó nha. Ngày hôm qua cha có nói rõ về cái vấn đề thuốc chữa bệnh. Cái thuốc mà hồi nãy con nói là cháo ninh nhừ, ở cha gọi đó là cháo nano. Hồi xưa có khắp rượu không? Ngoài Bắc có khắp rượu không? Có. Ông, mấy ông có khắp rượu không? Không, bình thường. Không, ý cha hỏi là có khắp rượu để biết cái loại hèn đó. Ở nhà có khắp rượu không? Bố mẹ có khắp rượu không? Bố mẹ con có khắp rượu không? Nấu rượu. Nấu rượu à? Con nấu rượu gần 20 năm. Ồ, vậy hả? Nấu rượu ở đây gọi là khắp rượu. Bất kỳ hiểu, bất kỳ hiểu. Đúng là Bắc Nam không chung một nhà, chưa chung một nhà được. Con thì cho nên nấu hơn mười mấy năm mới được dùng nhiều. Con làm nghề nấu rượu mà, thì mới được dùng nhiều. Cha hỏi con này, khi con nấu rượu như vậy, thì khi con hết rượu rồi, thì con dở cái son nấu rượu ra, thì trong đó còn lại cái đó gọi là gì? Bã. Cái bã. Bỗng. Ngoài kia gọi là bỗng, bỗng rượu. Bỗng hả? Nó chính là cái bã. À, bã rượu. Mà cái bã đó là gạo đúng không con? Gạo nó thành cơm, rồi cơm nó bã ra, nó tưa hết luôn. Nhừ nhuyễn ra luôn. Trước khi con nấu rượu thì con phải lấy gạo, con nấu cơm xong rồi con phải lấy men con cho vào, trộn đều hết, rồi con bỏ vô cái lu ngủ lại 7-8 ngày, rồi con mới đem vô cái son, con nấu cho đến một cái nồng độ nhất định nào đó bắt đầu nó bốc hơi lên, nó đọng lại nước nó chảy ra, đó là rượu nấu khả năng. Vậy thì khi con nấu hết rượu rồi thì cái còn lại đó là cái bã, ở trong miền Nam gọi là hèn, còn ở ngoài đó gọi là bã, nó bỏng gì đó nghe nè. Nhưng mà ý cha muốn nói rằng cái bã nấu rượu đó, nó nhuyễn, nó nhừ đó. Nó không còn là cái mà mình coi rằng là hộp cháo hay hộp cơm. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, con nấu cái cháo cho con ăn, nấu như vậy đó, được không? Con nấu làm sao mà như cái bã rượu vậy đó. Nhưng mà khi con để cái nắp son vô, con đổ gạo, đổ nước vô con nấu thì con để nắp son. Thì nếu mà nó sôi ầm ầm lên mà con không dỡ nắp son lên thì nó sẽ trào. Như vậy con hé hé nắp son lên cho nó có cái hơi nhỏ đi ra thôi. Do bởi cái hơi mà nó bốc lên á, nắp son á,
đó là nước. Nước đó chính là thuốc. Thuốc đang nằm ở chỗ đó đó nha. Nghe cho nói cho kỹ nha. Khi con nấu mà cái hơi nước nó bốc lên, nó động lại mồ hôi, nó động lại hơi nước trên nắp son á, mà nếu con dở nắp son ra thì cái hơi nó bay đi cái kia. Mà nếu con đẩy nắp son lại thì cái hơi nước nó bốc lên trên này, thì cái hơi nước chính là thuốc. Đó, hơi nước này chính là thuốc. Và cái thuốc này khi con nó bốc lên nắp son, nó rớt ngược ra lại xuống sông. Thì khi con nấu nó nhừ như cái bã rượu đó, thì con lấy cái bã rượu đó, cái bã cháo đó con ăn, thì khi con ăn vào là cái hơi nước nãy nó bốc lên đó, hơi nước đó chính là thuốc trị phổi con đó. Và cái bã cháo đó chính là cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Vậy con ăn cháo là phải nấu như vậy. Khoa học gọi là cháo nano, hiểu không? Con nấu được như vậy nha. Và con không để cho cái hơi nó bay nha. Con phải ép cái hơi lại. Nếu mà nó xì ra ngoài quá thì cho nó xì chút thôi, đặng nó đừng trào nha. Còn con cho nó xì hết là không trị bệnh cũng hết, hay không trị bệnh cũng hết. Do bởi cái hộp gạo đó, nó khi cho nó vào nước, cho nó vào nước để nano nó, thì cái hơi bốc lên nó chính là thuốc nha. Hơi bốc lên chính là thuốc. Rồi thì đó là cái mà cha nhắc con như vậy. Còn ở trong hộp gạo nó có, nó cái chất gì thì cha cũng đã giảng nhiều clip rồi nha. Từ từ mọi người sẽ nghe và hiểu nha. Rồi thôi, bây giờ cha nhận bệnh con tới đây là được rồi. Bây giờ ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn con đến phòng khám nha, gặp các thầy để khám bệnh một lần, rồi ông chủ tịch chữ thập đỏ hết trách nhiệm nha. Rồi đó là cái phần của cha đã xong nha. Ông có ý kiến gì không? Con có ý kiến gì? Rồi thôi vậy nha, giờ chúng mình đứng lên đọc kinh nha. Cha và con và thánh thần sáng danh Chúa Cha và Chúa Con như đã có tiếng vô cùng, và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các đã lãnh hồng lên cho nghỉ ngơi sáng nay vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và thánh thần. Rồi chúc con chủ tịch về bình yên nhé, chúc con về bình yên nhé. Rồi. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hết cả.